bằng lăng, viên ngọc đen của Lăng Mẫu đánh đổi sự nghiệp vì gia đình giờ viên mãn bên chồng Tây. Hơn một thập kỷ rời xa showbiz, siêu mẫu kiêm diễn viên bằng lăng đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và các con cùng khối tài sản khiến nhiều người phải ghen tị. Viên ngọc đen của Lăng Mẫu Việt, Bằng Lăng, tên đầy đủ là Ngô Bằng Lăng, sinh năm 1979. Cô sinh ra ở Long An, từng sống và thành danh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải mượn nợ để lo cái ăn. Năm 15 tuổi, cô bé Bằng Lăng phải lao ra xã hội, kiếm tiền phụ giúp với công việc làm vũ công, đêm đêm nhảy múa tại quán bar. Tôi nhảy một đêm được 50.000, mỗi tháng nhảy được 10 đêm, nghĩa là gia đình tôi có rất nhiều tiền rồi. Vì ngày đó 50.000 là con số rất lớn nên tôi nhảy đến toè máu chân mà vẫn không thấy đau. Tối tôi nhảy trong vũ trường, sáng vẫn đến trường học bình thường. Cô nói, làm vũ công được 3 năm, Bằng Lăng từ bỏ công việc để đến với ngành nghề người mẫu. Dù vậy, danh xưng gái quán bar, gái múa cột đã đeo bám cô không ít, khiến Bằng Lăng để vụt mất nhiều cơ hội. Đến năm 2002, cô vào top 10 cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á, tiền thân của siêu mẫu Việt Nam. Người đẹp từng xuất hiện trên nhiều bìa báo và tạp chí nổi tiếng trong nước, được ví là viên ngọc đen của Lăng Mẫu Việt với nước da màu xám đặc trưng. Và rồi như một duyên số, người đẹp bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7 với vai diễn đầu tiên trong thân phận gái nhảy và rồi đến Lọ Lem Hè Phố, Nữ Tướng Cướp. Những bộ phim gây cháy vé các rạp chiếu bóng thời điểm đó, người ta nhắc đến Bằng Lăng, nhà nhà xem phim Bằng Lăng đóng và tên tuổi của cô bảo chứng cho một show diễn đẳng cấp hay một sản phẩm điện ảnh thành công. Thế nhưng liệu rằng ông trời khéo trêu phận má hồng, từng thừa nhận mỗi bước chân tôi đi đều có sự may mắn, chỉ có tình yêu là không trọn vẹn. Năm 20 tuổi, Bằng Lăng yêu lần đầu, cô bị hấp dẫn bởi một người đàn ông chín chắn, ít nói và hơn mình nhiều tuổi. Mối tình đầu đem lại cho nữ siêu mẫu nhiều cảm xúc cũng như dư vị ngọt ngào. Nhưng rồi, vì lớn tuổi, cần ổn định gia đình, người ấy đề cập đến vấn đề kết hôn với cô, sự lựa chọn quá khó khăn cho một cô gái có nhiều dự định hoài bão cho tương lai. Sau khi chia tay, dù không còn liên lạc, nhưng người ấy vẫn đều đặn gửi hoa và quà đến chúc mừng cô vào dịp sinh nhật. Vậy mà sau một thời gian thì cũng bật vô âm tín. Thời điểm đó, trong suy nghĩ của Bằng Lăng lúc nào cũng luẩn quẩn câu hỏi, phải chăng anh đã có mái ấm khác, để rồi mọi thứ vỡ òa khi có người báo tin rằng người đó đã bị tai nạn qua đời. Đến bây giờ, tôi vẫn muốn xác minh tin đó có chính xác hay không, nhưng không có cách nào làm được. Thú thật, tôi không thôi hy vọng được biết tin chính xác về anh ấy, dù khi đó sự thật có đau lòng, tôi cũng sẽ thanh thản hơn. Tuy phải trải qua nhiều cơ cực, nhưng đến thời điểm hiện tại, Bằng Lăng vẫn chưa bao giờ có ý định chối bỏ quá khứ khó khăn, lẫn mối tình đầu đầy trúc trắc chuyên chuyên. Đó là một quá khứ mệt mỏi và không ngọt ngào, nhưng tôi tôn trọng quá khứ đó. Vì nhờ nó, tôi mới có ngày hôm nay, đặc biệt từ khó khăn bước ra, tôi mới có những ngày tràn đầy hạnh phúc với người chồng của mình. Đánh đổi sự nghiệp vì gia đình. Từng khiến khán giả bất ngờ khi đạt được thành công quá nhanh, Bằng Lăng lại lần nữa làm mọi người sửng sốt khi từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng. Đúng thời điểm mọi thứ đang trên đà thăng hoa và không phải một đại gia tay to mà lớn, cô lựa chọn một người nước ngoài. Việc này đồng nghĩa với khi kết hôn, siêu mẫu sẽ phải bỏ nhiều thứ từ gia đình, bạn bè để theo chồng định cư. Trước thắc mắc của khán giả về việc giải nghệ ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, cô cho biết, nhiều người gặp lại tôi là cứ kể ngày xưa rực rỡ thế này, hào nhoáng thế kia, rồi hỏi tôi có tiếc điều gì không. Xin thưa, tôi không phải dạng người sống theo quá khứ nên chưa bao giờ thấy tiếc nuối với những quyết định của mình. Những chuyện đã qua xem như là một kỷ niệm đẹp và cố gắng nghĩ đến những điều tích cực phía trước, sống thật tốt cho tương lai và dung hòa hạnh phúc cho mái ấm nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của gia đình tôi khá ổn định. Tôi giờ đã cắp nách hai cậu con trai đáng yêu. Lúc các cháu còn nhỏ, tôi khá bận rộn để chăm sóc. Nhưng nay các bé cũng đã lớn, bắt đầu đến trường, nên tôi có nhiều thời gian rảnh chăm chút cho nhà cửa, nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm những điều mà mình mong muốn. Hiện tại, siêu mẫu đã chuyển sang Singapore sinh sống cùng ông xã và hai con được 3 năm. Bằng Lăng dành thời gian trải nghiệm những địa điểm du lịch độc đáo, đồng thời chăm lo cho tổ ấm của mình. Tại đây, gia đình Bằng Lăng thuê một căn biệt thự rộng hơn 5.600m2 để sinh sống. Trước đó, cô định mua nhà, song do giá bất động sản nơi đây đắt đỏ, cộng thêm việc chồng thường xuyên đi công tác, nên người đẹp cân nhắc về việc thuê chỗ ở. Căn biệt thự mang tông trắng chủ đạo, có sân vườn và hồ bơi. Trong những bức ảnh được cựu siêu mẫu đăng tải trên trang cá nhân, cơ ngơi này được bày trí đơn giản nhưng sang trọng, khu vực kệ sách được sắp xếp gọn gàng. Trong khi khu vực tường treo những khung tranh nghệ thuật, Bằng Lăng cũng dành riêng một góc nhỏ để tập yoga giúp cô giữ được vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ hai con. Đặc biệt, khu vực bếp trong căn biệt thự khá đơn giản nhưng rộng rãi, đây là nơi để cô trổ tài đảm đang của mình. Thời điểm Tết Nguyên đán, Bằng Lăng mời một số nghệ sĩ Việt đang sinh sống tại Singapore như Thu Minh, Hoàng Oanh đến để cùng nhau nấu ăn. Trước đó, cả gia đình cô sống tại Mỹ trong một căn biệt thự rộng 900m2 từ năm 2013. Bằng Lăng đã tự mình lên ý tưởng và thay đổi gần như hoàn toàn nội thất của căn nhà cho phù hợp với sở thích của mình. Bằng Lăng tâm sự, ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Singapore, cô đã phải lòng đất nước này. Sống tại đây, diễn viên gái nhảy dành thời gian khám phá những địa điểm hấp dẫn như Garden by the Bay, hồ chứa nước Mark Ritchie. Người đẹp chia sẻ, tôi không bao giờ thấy chán khi sống ở Singapore, luôn có những hoạt động mới để làm, nơi mới để xem, rất nhiều điều độc đáo để khám phá.
Bằng Lăng kể, mỗi ngày sau khi đưa hai con đến trường, cô thường dành thời gian để ghé đến Epsilon, nơi có những cửa hàng mua sắm, hàng quán mà chân dài yêu thích. Với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây, Bằng Lăng đang chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn từ bỏ ánh hào quang để ổn định gia đình của cô năm xưa là hoàn toàn chính xác.